Có ấy không? Có xem không? Dạ. Có thấy chưa? Thấy YouTube Cuộc Đời Công Nhân chưa? Không, ý là mới làm YouTube nữa. Làm YouTube Cuộc Đời Công Nhân nữa, nhưng mà làm không có hay, người ta không xem á. Ít được 1.000 người đâu, đăng ký là được, nhưng mà không có. Đẹp không? Mọi người thấy màu đẹp không? Mọi người thấy màu đẹp không? Cái màu đẹp không? Tuyệt vời luôn. Đố cái điện thoại ở một góc á. Cán bộ mà thấy là đuổi luôn. Bây giờ đang ở trong danh sách sa thải. Ta đang ấy mà kêu cái đéo gì. Tôi đem hàng bán hả? Hàng đó rồi sao nó không lấy? Xúc động quá mà. Bức xúc quá, làm rất hoài. Ngồi nơi đây nhớ một người. Nhìn mưa rơi nhớ thương ai. Hay không ơi, vui không, vui không? Hát hò cả ngày luôn. Bà này là ngày xưa là ở Sài Gòn là họ dọa đem đi Biên Hòa, nhưng mà là tức là đi Biên Hòa là người ta trả về rồi, cho nên bây giờ đi đến Biên Hòa đó, bác sĩ người ta nói là xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cho nên là người ta trả về rồi, bây giờ mới lên tới Bình Dương. Ghê. Tối nay mình đăng YouTube. Mọi người thấy công ty Đại Hoa làm hàng dễ không? Ngồi chơi gì đó, đi hút máu công ty gì đó, thấy chưa? Hút máu vậy mà. Người ta đem hàng lên nhiều còn chưa. Ở không thì cũng mệt, làm nhiều cũng mệt. Quá tay luôn. Chịu thua chứ. Dân Đại Hoa là giấy đó. Ê lại đây mắt đó nè. Đây. Đấy, biết ai đây không? Nhỏ hồn gì. Người ta đâu biết đâu. Vui không? Vui á. Qua đây má bảo này, má nói này. Thằng này nó chưa có vợ nè, chưa có người yêu luôn nha. Má đang quay cái gì vậy? Không biết, má đâu biết, má quay cái gì đâu. Mày quay hết lỏng.
cửa ngõ là không quay lắm trên nè. Quay lắm bắt đầu luôn chị. Thôi nhá, cái thằng cán bộ này tí nữa nó bắt nó cất điện thoại đấy. Thôi, cái thằng này má ơi.